Chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Đây, trước mắt các bạn là siêu phẩm Home 60 các bạn nhé. Đây, mùa này mình bán rất rất được nhiều các bạn nhé. Nơi khác bán như thế nào thì không biết, nhưng mà shop mình ngày nào cũng có đơn ra các bạn nhé. Đấy, hàng rất là chất lượng, uy tín. Đấy, bên mình là chuyên Home các bạn nhé, chuyên sản xuất Home nên là có kinh nghiệm. Đấy, cái nào giống cái nào luôn. Cái chất liệu của nó bằng tre già các bạn nhé, tre già trẻ ngã, trẻ lột các bạn nhé, không phải là trẻ nghiêng nhé. Có số Home ở trên thị trường là trẻ nghiêng, còn mình là trẻ lột. Đấy, mỗi người một kiểu đúng không, các bạn tùy thích mua kiểu nào thì mua. Đấy, bên mình thì không có cái tính gọi là tranh giành hay là hơn thua gì ở đâu cả. Ai mua bên nào mình cũng vẫn giới thiệu, vẫn cho số điện thoại đàng hoàng. Đấy, và giá của mình là niêm yết nhá. Đấy, có thể là đắt hơn các nơi khác nhưng mà niêm yết không có giảm một đồng nào luôn. Đấy, nên anh em cứ chọn nhà nào mà muốn mua thì mua. Đấy, hiện tại là có 4 đến 5 chỗ bán đấy, các bạn thích chỗ nào thì mua. Đấy, ở Nghệ An có một ông bạn của mình ở Thái Bình, rồi ở Hà Nội. Đấy, các bạn cứ liên hệ với họ để tham khảo xem ở nơi nào tốt thì các bạn mua. Đấy, bên mình thì có loại 442, 48, 60, 34, làm theo yêu cầu nhá. Tức là 60 trở xuống nhá, còn 60 trở lên là mình không nhận nhá. Hôm vừa rồi có một người bạn của mình ở bên Nghệ An có đặt mấy nghìn chiếc ấy, hai mấy nghìn chiếc ấy, để xuất nhập khẩu ở bên Nhật, cũng làm theo kiểu như thế này nhưng mà mình không nhận. Không cần phải đi Nhật đi Nhược tí cho lâu đúng không, làm cho chơi cho hay, cho vui thôi. Và anh ấy đặt số lượng nhiều luôn các bạn nhé, hàng chục nghìn cái luôn, nhưng mà thời gian đâu mà làm. Đấy, nếu mà là mình làm thì không có vấn đề gì, nhưng mà để thuê người làm để làm cho giống như thế này là rất khó. Đấy, và còn phải mất thời gian. Đấy, nên là mình dành thời gian để làm những cái Home chất lượng thôi, để cho anh em mình gọi là chơi cho vui thôi. Anh em có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha. Đấy, tham khảo nhiều nơi. Đấy, ưng nơi nào thì mua nơi ấy. Đấy, mà các bạn khi các bạn đặt hàng thì cố gắng lấy nhá, chứ bên mình là không có cọc đâu, đặt là mình gửi, mình không cần cọc, tin tưởng nhau là chính thôi, không cần cọc. Các nơi khác á, mua là đôi khi phải cọc đấy các bạn, tùy theo số nơi nhé. Và có số đặt bên mình cũng có bom hàng các bạn ạ, tức là đặt hàng xong rồi cuối cùng lại hình như có lẽ họ không đủ tiền, hay là đến khi mà hàng đến thì lại tiêu mất rồi hay sao á. Nhưng mà không sao, kinh doanh thì phải chịu thôi. Đấy, kinh doanh thì phải chịu thôi. Đấy, thế bạn nào mà có thiện chí lấy thì các bạn đặt hàng. Đấy, đặt hàng rồi là mình gửi cho các bạn, đến nơi thì các bạn nhớ bốc máy. Như ông bưu điện ấy, các bạn biết không, ông bưu điện thì họ đến nhà một lần thôi, giả như đi qua đó họ gọi điện 2-3 cuộc mà không thấy nó lại đi chỗ khác chứ không có chờ các bạn được. Nên các bạn cũng thông cảm cho bưu tá, rồi các bạn thấy có cuộc gọi nhớ nào thì phải gọi lại cho họ, chứ họ đi cũng vất vả, chạy ngược chạy xuôi, một đơn đi gửi thế này có đơn thì được 10.000, có đơn thì được 15, rất là tồi mấy ông ấy. Đấy, rồi là khi mình ship cho các bạn thế này nhá, một đơn thế này nếu mà gửi nhanh một đơn là hết 58.000 một đơn, là khoảng tầm 10 cái này. Đấy, còn 20 cái 48 cũng hết 58 đơn ta gửi đi các tỉnh thành miền trong ấy. Còn mà ở trong ở miền Trung á chẳng hạn, từ miền Trung gửi đi miền Trung ấy, thì tầm hết 48.000 hoặc là đến
đến 64.000 tùy theo đơn. Còn mà đơn mà trên 2 cái, 20 cái loại này mà gửi đi miền Nam là hết 80.000 đấy. Tức là mỗi đơn hàng mình sẽ bù cho các bạn 30.000 tiền ship. Đấy. Nên là nhiều người cứ hỏi tại sao đắt thế? Tại sao lại gửi gì mà tôi mua hàng ở trên mạng hết có 30.000? Đúng rồi, hết 30.000 là những cái sản phẩm giống như kiểu mà đồ khô ấy, chẳng hạn như là quần áo chẳng hạn. Rồi hay là cái tai nghe điện thoại chẳng hạn. Những cái đồ đó rất là nhẹ mà hầu như các shop là đều là gửi chậm. Còn bên mình á, đặc biệt là đơn nào mình cứ gửi nhanh hết. Đấy. Nên là cái này là các bạn yêu cầu là phải gửi nhanh là thế này. Thứ nhất là hàng đến thì các bạn dùng. Đấy. Còn mà chậm á, có đợt mình gửi cho khách gửi chậm gần cả một tuần luôn. Thì khi đến hàng thì nó mất mấy ngày. Nếu mà các bạn mà gửi nhanh thì các bạn sẽ đi thả sẽ được lương trước ấy. Thì các bạn sẽ lấy tiền đó mà để mà trả tiền hàng chẳng hạn như thế. Nó bù lại tiền hàng cho các bạn. Chứ gửi một đơn thế này ít nhất là mình phải bù cho các bạn 15 đến 20 nghìn. Tức là một đơn ấy. Đấy. Khi nào cũng thế. Một người chịu một ít thôi đúng không? Đấy. Nên là các bạn mua ở nơi nào cũng được. Nhưng mà các bạn nhớ lấy cho họ nhé. Các bạn đặt các cái cửa hàng khác, đặt bất kỳ cửa hàng khác các bạn cố gắng lấy cho họ. Vì thứ nhất này, cái người làm ra sản phẩm này giống như bọn mình ấy cũng rất là nắng, rất là vất vả. Thứ hai là khi gửi là mất tiền đi, khi chuyển hoàn cũng mất tiền về nữa, là hai chiều luôn. Đấy. Nên là anh em nào mà thiện chí thì lấy hàng. Đấy, không chỉ là mình đâu nhá, nhưng mà các bạn tất ở nơi đâu cũng thế. Đấy, đã mua thì cố gắng lấy hàng cho họ. Và cái hàng từ sản phẩm giống như hình như thế này thì các bạn lấy đúng không? Đấy, giống như mình quảng cáo chẳng hạn như thế thì lấy. Còn như mà nó khác cái sản phẩm các bạn thì các bạn có thể gọi lại cho mình. Tôi không hài lòng về sản phẩm của bạn. Tức là sản phẩm của bạn thế này thế kia. Đấy. Như thế nó đơn giản hơn. Không cần phải tắt máy là gọi không nghe máy. Nó bình thường thôi nhá. Nó tiền nó cũng chả mấy đâu. Đúng không? Nó không quan trọng bằng cái tình cảm. Đấy. Mua hàng cho nó vui thôi. Đấy. Mua hàng để làm kinh tế rồi là đấy. Nên là thuần mua thì vừa bán đấy. Nó thoải mái. Đấy, bên mình thì nó dễ dàng lắm, không có phải đấy đâu. Đấy. Đây là những cái dòng sản phẩm mình đang bán. Nên các bạn mà cảm thấy vui thì các bạn ủng hộ mình. Đấy, xem thật nhiều kênh vào đấy. Mua cái gì cũng phải tham khảo xem thế nào. Nhưng mà mình bên cái sản phẩm bên mình là người bán đầu tiên trên đất nước Việt Nam luôn. Đấy. Cái thời kỳ đầu á là mình đã định sản xuất hòm nhựa đấy, sản xuất chung cho cả nước luôn đấy, nhưng mà sau một thời gian mình không làm thì có người khác lại làm đấy, nên mình chuyển sang cái hòm này, hòm tre. Và hòm mình là người bán đầu tiên trên đất nước Việt Nam này đấy. Rồi sau đó anh em thấy vui thì vào cũng bán thử đấy. Nên anh em lựa chọn thoải mái nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé, ủng hộ mình nhé. Sắp tới thì mình cũng sẽ đầu tư mua cái máy, nhưng mà hiện tại giờ thì chưa kinh phí nó chưa đủ đấy, nên là chưa mua được đấy. Nhưng mà cái hôm lươn thì nó cũng quay đi quay lại những cái từng này thôi, cũng chả có gì khác. Nhưng mà có đợt tre cái màu nó đỏ hơn thì nó đẹp hơn đấy, còn bình thường nó cũng giống nhau như thế cả, chất lượng nó như giống như thế cả. Rồi, và xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Chào các bạn.